Anh, anh thấy cái nào được? Cái này hay là cái này? Em thích kiểu nào thì chọn kiểu đó đi. Em tự quyết định được mà. Tôi thử nha. Dạ. Không phải anh là món quà quý giá nhất mà má anh để lại cho em sao? Đúng rồi. Ở trên đời này, bất cứ ai, dù thế nào đi nữa, cũng chính là một món quà quý giá nhất của một người nào đó. Vậy em có phải là món quà quý nhất của anh không? Anh thấy có đẹp không? Em đẹp lắm. Chắc là má của con hạnh phúc lắm khi được hai người đàn ông yêu. Ba mới là người hạnh phúc vì ba được ở bên cạnh người mình yêu. Còn má con chắc phải chịu nhiều đau khổ, âm thầm mà sống chung với ba. Ba đừng nói như vậy. Ở trên đời này đâu dễ kiếm được người đàn ông nào được chứ ba. Dám yêu, dám hy sinh tất cả vì người mình yêu. Dù sao thì má con cũng luôn luôn mang ơn ba, luôn mang nợ ba. Con à, được ở bên má con là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời ba. Con biết, không có gì đau đớn và tàn nhẫn hơn khi nói lời chia tay với người mình yêu. Vậy mà con cũng làm được. Người con yêu đầu tiên cũng là cuối cùng là Minh Châu, chứ không phải là Lan Khanh. Ba biết. Phụ bạn Minh Châu, con đã là kẻ khốn nạn rồi. Lợi dụng Lan Khanh, con càng cảm thấy mình là kẻ khốn kiếp hơn. Nhưng bây giờ Minh Châu nói đúng, làm sao con có thể rũ bỏ hết tất cả những ân tình mà Lan Khanh đã dành cho con hả ba? Con không biết mình phải làm gì bây giờ. Minh Châu là tình yêu đầu tiên và duy nhất của con. Còn Lan Khanh là một người mà con suốt đời phải mang nợ. Cũng đã chọn xong xuôi ngày đám hỏi rồi phải không con? Thank you.
Châu. Dạ chú Bảy. Ờ con. Minh Châu à, con phải thông cảm cho chú. Dù muốn dù không thì chú cũng không thể xen vào đời sống riêng tư của nó được. Mặc dù cái tình cảm của nó đối với con thì chú cũng biết được. Con không sao đâu chú Bảy. Bây giờ con có dự tính cho tương lai thế nào chưa? Con cũng chưa biết nữa. Lúc trước anh Quân nói với con là con thích buôn bán, hay muốn làm cái gì cũng được hết. Anh Quân đều ủng hộ con. Trong thâm tâm con cũng tính nhiều lắm. Nhưng bây giờ con tính làm gì nữa chú Bảy? Không có gì quan trọng đối với con nữa đâu. Bà đi với tôi. Tèo, con làm cái gì vậy? Lần trước tôi quýnh nó nhẹ quá, cho nên nó đau coi tôi ra gì. Lần này tôi phải quýnh nó thừa sống thiếu chết tôi mới chịu. Đi với tôi. Buông cái tay con nhỏ đi với tôi. Ra. Đau nó kìa. Chú Bảy, chú Bảy thấy Minh Châu vậy mà chú đành lòng sao? Sự nghiệp, gia đình gì của nó thì mặc xác nó chứ. Tự nhiên vì muốn trả thù cho gia đình của nó mà nó đòi bỏ bà Châu là sao? Cái chuyện gì vô lý vậy? Chú cũng biết á, là nói với bà Châu yêu đương nồng thắm đó giờ mà bây giờ nó nói một tiếng chia tay là nó chia tay vậy là sao hả? Rồi còn Lan Khanh nữa, nó lợi dụng người ta xong rồi, nó thỏa mãn rồi, vậy thì nó bỏ người ta đi, mắc mới vậy nó cưới người ta làm cái gì? Châu, nếu như bà thật sự coi tôi là bạn á thì bà dẹp đi cái thằng phụ bạc đó đi. Nó phụ bà, nó còn lừa gạt cái Lan Khanh nữa, nó làm bà đau. Vậy thì nó có đáng để cho bà yêu nữa hay không? Bà nói đi. Ơi, cháu ơi là cháu. Sao bà khờ quá vậy? Hả? Châu à, con cố gắng quên thằng Quân đi, đừng nhớ tới nó nữa. Châu, Châu. Anh ngồi đây đi, để em pha gì cho anh uống nha. Không cần đâu, anh đi về. Anh không ở lại với em được hả? Ngày mai mình làm đám hỏi rồi, mình cũng thành vợ chồng rồi mà. Chính vì điều đó cho nên em càng phải nghỉ ngơi sớm hơn. Nghe anh, ngủ sớm đi. Em không biết, em không muốn anh đi đâu hết.
Em chỉ muốn anh ở bên em thôi. Khờ quá. Thì anh vẫn ở đây mà, anh có biến đi mất đâu. Nghe lời anh, ngủ ngon ha. Anh đi về. Tin mày cưới con Lăng Khanh thì mày yêu nó sao? Ít ra thì tao cũng có thứ làm cho mày đau khổ. Tao sẽ cho mày thấy sống không bằng chết là như thế nào. Ông, tôi có nên vô trong phá nát cái đám hỏi này hay không? Nếu mà phá cái đám hỏi này mà thằng Quân với Minh Châu hai đứa nó lấy nhau, chơi luôn. Sao, nhịn gì? Không biết sau này của Minh Châu nó sống làm sao nữa. Trời đất ơi, nó còn tôi với bà. Người ta nhịn đói người ta chết, không lẽ nhịn yêu chết sao sợ? Sao? Nói chuyện không hợp tác chút nào hết trơn. Hôm nay là lễ dạm hỏi của hai cháu. Tôi xin phép anh Hải cho tôi làm chủ trì của buổi lễ hôm nay. Vì cháu Lan Khanh đây, cha mẹ không còn nữa,
nên coi như tôi đại diện cho nhà gái, xin phép được tổ chức buổi lễ giảm hỏi đơn sơ bên nhà trai, coi như là một cách để hợp thức quá chuyện của tụi nhỏ. Tới đám cưới mình sẽ bù lại. Bữa nay có quan trọng gì đâu, anh không cần phải nói dài dòng chi. Gì vậy? Tôi biết cháu Lăng Khanh đây vì quân mà chịu nhiều hy sinh, chắc cháu cũng chịu nhiều thiệt thòi lắm. Cho nên dù sao thì chú rể Quân à, không phải đối xử tốt với Lan Khanh. Sau buổi lễ này thì hai đứa đã thành vợ thành chồng rồi. Dù là cha mẹ hay là anh em đi chăng nữa thì cũng không bao giờ sống trọn đời với mình như là vợ với chồng đâu. Cho nên hai đứa đã quyết định cưới nhau thì hy vọng là phải biết chăm sóc, yêu thương nhau. Hạnh phúc đơn sơ thôi, nếu người ta biết chấp nhận nó. Quyết định đám cưới là một quyết định trọng đại. Đi đến được buổi lễ hôm nay thì hai đứa chỉ cần nghĩ tới chuyện phải làm sao cho người kia hạnh phúc là được rồi. Còn những chuyện khác coi như nước chảy qua cầu. Tôi thấy lễ nghĩa như vậy cũng đủ rồi anh Hoàng ơi. Giờ kêu tụi nó đeo nhẫn cho nhau rồi rót rượu cho cha mẹ là xong rồi chứ gì. Vậy cũng được. Quân, ông muốn gì? Đưa máy cho thằng Quân đi. Được rồi Quân. Dạ. Con người tìm con. Ai vậy gì? Con cứ nghe đi. Alo. Buổi lễ đã bắt đầu chưa hả? Có chuyện gì ông nói lẹ đi. Là ba, là ổng hả? Mày đang làm lễ với người con gái mày lợi dụng, còn tao hả, đang sắp tiễn đưa người con gái mày yêu về chồng Diêm Dương đây. Ông làm gì Minh Châu? Mày thừa nhận rồi chứ gì? Mày thừa nhận mày là người yêu của con nhỏ này rồi chứ gì? Nếu mày muốn người yêu mày còn sống thì mau dắt xác tới đây. Ông đang ở đâu? Anh Quân đừng nghe lời ông. Mày nghe rồi chứ gì? Nếu mày muốn gặp mặt người yêu mày lần cuối thì mau giác sáng tới đây, hiểu chưa? Tôi hỏi ông đang ở đâu. Quân. Anh Quân. Quân. Anh à. Anh Quân. Anh Quân. Có chuyện gì vậy? Hả? Là có chuyện gì? Là ông ta. Ông chết hả? Anh Quân. Anh Quân. Kìa. Anh đi đâu vậy? Nó kìa. Anh Quân. Taxi. Dừng lại. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Không lẽ thằng Quân nó suy nghĩ lại nên tiện bên trong. Theo đi. Mà lên xe tôi được. Lên. Sao mà mình không chạy theo thằng Quân? Anh cứ bình tĩnh đi anh bảy. Alo, tôi muốn báo án. Bà cứ yên tâm, bà bảo cả nha. Mau lên, tiến đi.
định làm gì anh Quân? Những người yêu nhau thiệt là lạ. Thân mình còn lo chưa xong lại muốn lo cho người khác. Ông mà dám đụng tới anh Quân, tôi không tha cho ông đâu. Giữ hơi đó mà nói lời chính về cái người yêu mày đi. Ông chủ, nó đến rồi. Bây giờ thử nghĩ coi, thằng Quân anh nó sẽ làm gì để cứu người yêu nó đây? Nói đi. Anh Quân. Anh Châu. Anh Quân. Nè, ông bình tĩnh lại. Ông bỏ dao xuống đi. Có chuyện gì từ từ nói. Chỉ có mày mới có chuyện để nói thôi. Trăn trối với người yêu đi. Ông muốn cái gì? Đau lòng hả? Cũng tốt thôi. Tao muốn cho mày biết cảm giác mất mát là như thế nào. Bây giờ nè, ông đừng làm mày. Ông thừa biết là nếu như có chuyện gì xảy ra thì ông cũng không trốn được khỏi đây đâu mà. Mày đang hăm dọa tao đó hả? Nếu sợ chuyện đó thì tao đã không gọi mày tới đây rồi. Đây. Ủa, hai chiếc xe mình theo dõi nó đâu mất rồi? Bà thấy nó đi hướng nào không? Chuyện gì ngộ vậy ta? Có liên quan tới mình Châu không ta? Nếu tao giết mày thì quá đơn giản cho mày rồi. Nhưng mà tao hành hạ người yêu mày, cái cảm giác đó chắc thích lắm ha. Ông hãy thả cô ra đi. Ông biết là ông không thoát được mà. Tao không thoát được thì mày thoát được sao? Bình tĩnh. Bình Châu, con nhỏ này là gì của mày hả? Nói đi. Cậu là người tôi yêu. Mày nói là một lần nữa tao nghe coi. Nó là gì của mày hả? Là người tôi yêu. Ông hãy thả cậu ra, nhanh lên. Vậy Lăng Khanh là gì của mày hả? Mày có yêu Lăng Khanh không hả? Vậy tại sao mày lại cưới nó hả? Nói đi. Chính nhờ cô mà tôi mới có được những bí mật của ông. Và nhờ cổ, tôi sẽ chiếm được cổ phần từ tay của ông. Là mày lợi dụng nó đúng không? Bây giờ ông thả Minh Châu ra đi. Ông hãy thả Minh Châu ra đi. Thật ra cổ không liên quan. Cổ không liên quan tới chuyện này mà. Tại sao lại không hả? Nó là người yêu của mày mà. Tao muốn cho mày chứng kiến người yêu của mày bị giày vò để mà đau đớn suốt đời này. Mày... ông đừng làm bậy. Bây giờ ông muốn cái gì? Ông muốn cái gì ông cứ nói đi. Mình ngồi đây chờ, biết đâu nó chạy ra sao. Ủa sao kỳ vậy? Mới đổ chuông sao tự nhiên ỏi e vậy? Taxi nó ra kìa, ra kìa. Leo lên, nhanh lên. Mẹ đi. Bây giờ muốn gì hả? Có phải là ta muốn gì cũng được, miễn là tao tha cho người yêu của mày đúng không? Đúng vậy, bất cứ gì. Trói nó lại. Dạ. Anh Quân, anh đi đi. Tắt đi. Dục ra. Dục. Trói nó lại. Dạ. Bất tin hiểu rồi. Vậy thằng Quân nó có xa không anh? Anh đừng lo lắng quá, yên tâm đi. Công an đã định vị được vị trí của bọn chúng rồi. Dạ. Nếu có chết thì mình sẽ cùng chết. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Minh Châu, anh yêu em. Anh luôn yêu em. Khá khen cho tình yêu đẹp. Nguyện sống chết cùng nhau ha. Nghe hết rồi phải không? Lan Khanh, anh đừng cố gắng. Anh xin lỗi. Em lại dụng xong, người ta sao còn cưới tôi? Anh mang nợ em. Lấy thân anh trả hả?
Anh coi tôi là một đứa ăn mày hả? Để anh ban bố tình yêu sao? Anh là thằng khốn nạn. Nè, có đánh thì đánh tôi nè, đừng có đánh ảnh nữa. Anh Quân, không được, không được đụng tới Minh Châu. Sao con mắt nhìn đời của con có sáng hơn ba không hả? Có tức giận thì cứ trút lên hai đứa nó đi. Một đứa là thằng Sở Khanh chuyên lợi dụng đàn bà, một đứa là người yêu của nó. Bây giờ có hành hạ đứa nào cũng hả dạ mà. Là anh có lỗi với em, em cứ giết anh đi. Cũng tại tôi hết, có gì cô giết tôi đi. Xin cô, xin cô đừng giết anh Quân, hãy giết tôi đi. Tôi xin cô đó, anh hứa với em đi, anh phải sống, anh phải về khu ổ chuột thăm em. Em biết dù anh có đi đâu anh cũng không bao giờ quên khu ổ chuột hết, em biết mà. Em đừng nói bậy bạ nữa, em sẽ không chết, em sẽ không có chết đâu. Cuối cùng em cũng biết là anh yêu em. Được anh yêu, em không hối hận gì đâu. Minh Châu à, anh phải sống, anh phải hạnh phúc, anh biết chưa? Chị giết tôi đi, tha cho anh Quân đi, tôi xin chị đó, tôi xin chị đó. Không, anh sẽ không cho em chết đâu. Lan Khanh à, em muốn làm gì anh cũng được, nhưng anh xin em đừng giết Minh Châu. Anh xin em mà, em giết anh đi, đừng hại Minh Châu mà. Em hãy giết anh đi, đừng làm bạn của ấy. Giết đi. À, trả thù đi, mau lên. Chừng chờ gì nữa, mau lên. Lan Khanh, Lan Khanh, Lan Khanh, tại sao em làm như vậy hả Lan Khanh? Em muốn anh sẽ nhớ em suốt đời. Gọi cấp cứu, cấp cứu, ông gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đi. Tôi lại không? Cứu Lan Khanh giúp tôi. Chạy. Tôi xin ông, tôi xin ông. Chạy đi em. Mày không đâu, không không, em sẽ không chết, em sẽ không chết đâu mà, em sẽ không chết đâu, cố lên Lan Khanh ơi. Ông ơi, cấp cứu sắp tới rồi, em cố lên. Anh biết gì không? Em không cô đơn đâu, vì con sẽ theo em. Em nói cái gì? Con. Em có thai. Mày, em ơi, nói cái gì vậy Lan Khanh? Mày ăn mày xe đi, đi bệnh viện gấp đi. Bệnh viện gấp đi. Bạn gọi đi. Trời ơi, tôi gọi hoài mà không được nè. Lan Khanh, Lan Khanh ơi, em không được chết, em không được chết. Như vậy là anh sẽ nhớ em suốt đời, có đúng không? Em không sao đâu mà, em đừng có nói bậy như vậy nữa. Cuối cùng tôi cũng chiến thắng mà phải không? Lan Khanh, em không được chết. Lan Khanh, Lan Khanh, không. Lan Khanh, Lan Khanh, em không được chết mà. Ông Hòa, đứng lại, đứng lại, không được qua đây, đứng lại, không được qua đây.
Ông đừng làm tôi chỗ luôn. Hai người không có liên quan đến chuyện này, đừng có xen vào. Ông nói tôi không liên quan sao? Ông có biết cái người nhận tờ giấy hăm dọa của ông cách đây 20 năm là ai không? Là tôi nè. Mọi cái chết đều có nguyên do của nó, nhưng sự trả giá vẫn chưa dừng. Đứa trẻ sống hay chết là do anh định đoạt. Ông biết tôi là ai rồi chứ gì? Cũng vì ông và người đàn bà kia mà cả gia đình tôi phải tan nát. Cha con tôi phải tha hương sống như thế này để được an toàn. Ông biết tôi là ai rồi chứ gì? Ông là một kẻ ngu, đi nuôi vợ con cho người khác. Con trai trình thành ông kìa. Đến nước này mà ông vẫn chưa biết mình đã gây ra tội lỗi như thế nào sao? Tới giờ mà ông vẫn còn dương dương tự đắc à? Cũng vì ông, vì ông mà má tôi phải chết cháy trong căn nhà đó. Vì ông mà Tâm phải mất mạng. Vì ông mà thằng Quân có cha mà cũng không dám nhận. Vì ông mà bao nhiêu con người phải chịu đau khổ như vậy. Ông vẫn không hối hận một chút nào hay sao? Hối hận hả? Ai là người cướp đi tình yêu của tôi? Ai khiến tôi phải sống những ngày tháng đau khổ, sống không bằng chết hả? Ai gây ra chuyện này? Hay ông có biết không? Sau bao nhiêu chuyện, ông đã trả thù được chưa? Ông bỏ ra bao nhiêu công sức để tranh giành tài sản con cái? Cuối cùng thì ông có cái gì? Ông không có được gì hết. Cuối cùng thì tài sản cũng thuộc về Hải Minh. Ngay cả đứa con mà ông nghĩ là con của ông, cuối cùng cũng không phải là con của ông. Ông thấy mình có đáng thương hay không? Bỏ vũ khí xuống, ông đã bị bắt. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Không sao rồi. Đúng là sợ gì người ta đau khổ chính là gì? Cứ mãi chạy theo những cái thứ sai lầm. Đây. Xin lỗi Lan Khanh, tôi thua rồi. Sau này Quân đã sẽ thay thế mẹ chăm sóc cho con. Mẹ cũng đã chỉ cho bé Lan biết đồ đạc mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con. Cũng tại mẹ, tại mẹ mà có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Được ở bên con như vậy là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi. Mẹ chỉ muốn dành cả đời còn lại để lo cho con thôi. Nhưng mà mẹ không sống nổi. Mẹ không sống nổi với lương tâm của mẹ. Mẹ yêu ông ta suốt thời tuổi trẻ, cho tới bây giờ khi mẹ gặp lại ông ấy, tình cảm của mẹ vẫn như ngày nào. Mẹ không còn nhận biết đâu là đúng, đâu là sai. Mẹ chạy theo đam mê, chạy theo tham vọng của mình. Cả tuổi thanh xuân của mẹ, mẹ đều dành cho ổng. Cả
lời mẹ, cũng nghe theo sự sắp đặt của ông. Nhưng đổi lại, mẹ đã hại người là chồng của mình suốt 20 năm trời. Mẹ làm con của mẹ trở nên ngờ nghịch. Mẹ không sống nổi nếu như mẹ không đền tội. Con cứ nghĩ con là kẻ mất trí, ngờ nghệch sẽ thoát được thực tại này. Nhưng mà không mẹ ơi, đó chỉ là sự trốn tránh mà thôi. Vậy là con không sao. Con không sao.